양촌 thương lại vậy ăn nghe hay không? Biến về nó chỉ được một con còn gì khác à? Chết
chắc này có nào ấy. Rồi, đâu chắc này rồi. Khỏe đây. Mày ơi chơi bắn mấy phát. Thôi thôi xong. Ờ, cho em bạn đi. Các bạn nào sinh khỏe gánh tiêm vào. Chim mới đuổi theo. Không cái lòng của cả nữa. Có lòng có cái lòng phát kìa. Ôi vãi lồn. Ôi vãi lồn. Tại là lòng đánh nhau. À là gì vậy? Con nó cũng phải quá lòng dưỡng rồi. Vừa tay vậy. Không biết là đồ đúng không? Anh có đồ bắn ơ sinh nào bắn sáu phút cơ không? Cho xin ý kiến nào. Nên đồ này không biết có ổn không? Lên semi lung tung xem có phải không? Cố làm chi? Cố làm gì? Rồi, không ăn chim đâu. Không thế. Thôi bỏ chỗ rồi. Đến tóc đánh thôi à? Ok, thử đến thử. Đây, món đánh đây. Em không cố tình ăn của anh đâu, anh không phải trừng phạt như vậy đâu. Có lát rồi, có lát ăn bay tí, tranh thủ. Bắt đằng có lát, lúc nó không lát, bắt đằng có. Đang có to vậy. Còn quay nó xin lấy tim em à. Nó vẫn tỉnh được đấy. Do nó bắn đúng một hit mình chết. Sao đau nghe nó là có khám ui. Kẻ con đấy thì anh chịu rồi. Cứu được. Đâu mua đèn mắt cho nào. Trời ơi. Hai lai. Đúng cái trong khi quen tay còn phải được con đâu này. Cái con thì được. À, bỏ cái này ở ngoài ông tay rồi. Cái người ở trong này. Giữ ra.
to ở đâu? Game này có gì căng đâu. Nó cứ bắn xuống tim nè. Dừng tắc thở. Em đứng treo em bung ti nào, đừng để cho bóng ti đâu em. Mãi chè nó có thằng B. Đúng rồi, xong tao bản ngon quá. Đỡ tay anh ơi, em không cố tình không? Em cố ý thôi. Yo có hầm chó đi. Rồi, rồi. Đây áo băng à? Áo băng tác dụng gì? Hướng dẫn áo băng cái coi. Để lấy thử xem các bạn dạy lên đồ ngon không? Em thấy ulti mình cũng có tốc tiến qua đầu nó bắn luôn. Rát. Mày. Thôi nào anh. Lại keo trúng rồi. Còn thế nhá. Mặt trời luôn. Đấy, còn bạn nào xin làm team rồi.
mày biết không? Rồi mày ra đây rồi, chết mẹ đây rồi. Chết mẹ đó rồi. Vô thì mày mới. Mày. Chết mẹ.